Đưa dùng một lần sản xuất tại Trung Cộng bề ngoài trông đẹp, nhưng bên trong tẩm toàn hóa chất độc hại. Gỗ bẩn ngâm lâu ngày trong các bể chứa clo, oxy già để tẩy trắng. Hóa chất độc hại trong đũa thoát ra là vàng cả tô nước. Công đoàn đoàn kết Đài Loan lên tiếng cảnh giác dân chúng không nên sử dụng đũa dùng liền do Trung Cộng sản xuất. Loại đũa này có thể bị tẩm các hóa chất gây bệnh và ung thư. Mời quý vị xem đây. Có đến 80% số đũa nhập cảng từ Trung Cộng vào Đài Loan chứa các hóa chất độc hại. Hội người tiêu dùng Đài Loan công bố tin này vào hôm thứ Năm. Đũa dùng liền chứa các hóa chất độc hại nhiều đến độ khi được bỏ vào nước, nước nhanh chóng chuyển sang màu vàng. Nước càng nóng thì càng có nhiều hóa chất độc hại thoát ra. Những hóa chất độc hại là kết hợp với hóa chất gồm sulfur dioxide và những hóa chất khác. Mà Lai Sen Yen, đại biểu Quốc hội Đài Loan cho biết, theo bản tường trình của Ủy ban bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng, 80% số đồ nhập cảng từ Trung Cộng chứa sulfur dioxide chì và hóa chất màu. Sulfur dioxide có thể gây cản trở chức năng hô hấp và đưa đến bệnh xuyễn. Trong những năm qua, số người tại Đài Loan bị xuyễn tăng cao thật đáng kể. Sulfur dioxide chứa trong đũa dùng một lần cũng gây thiệt hại cho phổi, da, bị ngứa ngáy khó chịu. Mỗi ngày, dân chúng Đài Loan sử dụng khoảng 5 triệu đôi đũa dùng liền. Đây là gỗ bẩn ngâm lâu ngày trong các bể chứa clo, oxy già để tẩy trắng. Đũa dùng một lần sản xuất tại Trung Cộng bề ngoài trông thật đẹp, nhưng bên trong tẩm toàn hóa chất độc hại. Hóa chất độc hại trong đũa thoát ra làm vàng cả tô nước.